Người dân trên thế giới vỗ tay tán thưởng hành động của người Việt Nam này đối với gia đình Israel. Các bạn thân mến, gần đây một video của một gia đình người Israel đã viral trên các mạng xã hội và nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới. Người đàn ông Israel này đã cố gắng quay phim để ghi lại hình ảnh gia đình mình bị anh chủ cửa hàng tên là Tuấn ở Hà Nội này từ chối tiếp. Nhưng nó lại là một hành động tự mang đá đập vào chân mình của người đàn ông Israel vì nó khiến cho hàng triệu triệu những công dân trên thế giới giơ ngón tay cái tán thưởng với hành động của người Việt Nam. Video này, Cầm Camera xin chia sẻ là mình không nhận định đây là hành động đúng hay sai và không cổ suý cho hành động này. Mình chỉ thuật lại câu chuyện và chia sẻ góc nhìn của bạn bè quốc tế về hành động của người Việt Nam này. Câu chuyện cụ thể như thế này. Một gia đình Do Thái chính thống đến từ Israel, Daniel và Raziel Namda cùng hai đứa con của họ đã bị đuổi khỏi quán khi muốn ăn uống tại một quán cà phê đường tàu Hà Nội, Việt Nam vào giữa tháng 6 năm 2024. Được biết họ chính là Zach Jewish Family, một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường của mình. Trong hai video được Daniel và Raziel chia sẻ qua tài khoản Instagram vào ngày 21 tháng 6 năm 2024, có thể thấy chủ quán người Việt Nam tên Tuấn đã đuổi Daniel và gia đình anh ra ngoài. Ra khỏi nhà hàng của tôi, biến đi, đừng có ngồi ở đó. Người chủ nhà hàng Việt Nam mặc áo trắng đã nói trong video đầu tiên. Khi Daniel hỏi tại sao anh và gia đình lại bị đuổi khỏi quán, anh Tuấn nhấn mạnh rằng quán của anh không chấp nhận du khách đến từ Israel. Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng anh đuổi gia đình nhà Namda ra khỏi nhà vì họ đến từ Israel, chứ không phải vì họ là người Do Thái chính thống. Nhà hàng của tôi không chấp nhận người đến từ đất nước của bạn, anh Tuấn nhấn mạnh. Bởi vì chúng tôi là người Do Thái sao? Raziel hỏi. Không không không, tôi chỉ không chấp nhận du khách đến từ Israel, anh Tuấn trả lời. Trong video thứ hai, Daniel và Raziel như đang cố gắng khiêu khích anh Tuấn để anh có những câu nói hoặc hành động nào đó để cho cặp đôi này có một content độc đáo. Trong video, anh Tuấn nói một cách thản nhiên, giơ ngón tay giữa về phía Daniel. Nhà hàng của chúng tôi chỉ chấp nhận người, chó và mèo. Không chắc đó có phải là ngón giữa không vì hình ảnh đã bị làm mờ. Anh chàng Daniel tiếp tục hỏi với vẻ thách thức rằng tôi không được xem là con người vì là người Do Thái sao? Anh Tuấn im lặng và sau đó anh nói rằng Israel ở đâu thì bọn trẻ khốn khổ ở đấy, người Israel đã thả bom xuống Palestine. Không thể phản bác lại anh Tuấn và để khiến câu chuyện trở nên cao trào, Daniel đã nói dối rằng mình là người Palestine để xem anh Tuấn phản ứng như thế nào. Anh Tuấn bình tĩnh trả lời lại. Nếu bạn đến từ Palestine thì chào đón người Palestine và chỉ vào bảng hiệu Free Palestine. Dường như cảm thấy bị xúc phạm, Daniel đã có hành động thô lỗ là chỉ tay vào anh Tuấn và hỏi một cụ già bên cạnh là đây là con trai của bà à? Rồi lại chỉ tay vào bà cụ và hỏi anh Tuấn đây là mẹ của anh à? Anh Tuấn không quan tâm anh ta nói gì và mời anh ta lập tức rời khỏi. Daniel dường như đã tức giận thật sự và đe dọa anh Tuấn. À, quán của bạn ở đây chứ gì? Tôi sẽ quay phim chụp ảnh nó và sẽ không một ai thèm bước chân đến quán của bạn nữa. Anh ta tiếp tục hét vào mặt anh Tuấn và nói rằng tôi tự hào là người Do Thái và sẽ không có gì có thể ngăn cản được tôi. Có thể thấy người đàn ông Israel đang cố tình lái câu chuyện từ việc bị từ chối vì là người Israel thành câu chuyện phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo, phân biệt đối xử đối với người Do Thái và nhập vai mình là người bị hại. Nhưng chưa thấy quán anh Tuấn bị ảnh hưởng mà chỉ thấy dân tình thế giới vỗ tay tán thưởng hành động của anh Tuấn. Video này nhanh chóng được cập nhật trên các mạng xã hội và trên mạng xã hội YouTube. Nó đã thu hút rất nhiều lượt xem. Vậy hãy cùng Cơm Camera tìm hiểu xem họ đã bình luận những gì bên dưới video này nhé! Người dân Việt Nam đã trải qua sự khủng khiếp của chiến tranh nên họ biết điều gì đang xảy ra. Ông ấy nói không với người Israel chứ không phải người Do Thái. Đây không phải là chống Do Thái, đây là chống chủ nghĩa Israel. Vâng, đó là sự thật. Ông ấy đã nói rằng ông ấy không chào đón những người đến từ quốc gia của bạn. Ông ấy không nói gì về chủng tộc. Không thể trách ông ấy được. Có lẽ ông ấy sợ rằng người Israel sẽ tuyên bố rằng quán cà phê này đã được hứa tặng cho anh ta cách đây 5.000 năm trước. Một sự mỉa mai kinh khủng, người đàn ông này và gia đình của ông ta tự do đi lại và giàu có đủ để đi du lịch. Ông ta cảm thấy bị xúc phạm khi bị từ chối phục vụ, không bị tổn hại, không bị vi phạm quyền lợi. Nhưng trong suy nghĩ của ông ta là nạn nhân và sẽ tấn công chủ quán cà phê này. Không có dấu hiệu cho thấy người đàn ông này thậm chí hiểu rằng sự chào đón đang mất đi vì một cuộc diệt chủng đang diễn ra. Thật đáng xấu hổ.
Những điều tồi tệ hơn còn xảy ra ngay cả ở phương Tây. Một người bạn của tôi có một nhà hàng đang quảng cáo về các buổi họp mặt ủng hộ Palestine và một người Israel đe dọa sẽ làm cho cửa hàng phá sản nếu anh ấy không gỡ bỏ các quảng cáo đó. Và phản ứng của bố bạn tôi là làm bất cứ điều gì bạn muốn, quảng cáo sẽ không bị gỡ xuống. Sau đó ông ấy nhận được một đánh giá rất tồi tệ trên Google, cáo buộc lừa đảo khách hàng. Không thành vấn đề vì ông ấy đã có 99% đánh giá từ 4,5 sao trở lên trên 5 sao. Nhưng thật đáng khen ngợi cho ông ấy khi không bị thao túng và đe dọa để phải hủy bỏ. Anh chàng đó đã làm một điều tốt, anh ta từ chối phục vụ những người có quốc tịch Israel. Bạn không cần phải nói rằng mình là người Do Thái, bởi vì không phải tất cả người Do Thái đều là người Israel và vẫn có những người Do Thái thực sự không phải là người Israel và chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Vì vậy, cuộc tranh luận mà anh ta đưa ra để khiêu khích chủ cửa hàng là không liên quan. Đừng đùa với người Việt Nam, họ đã chiến thắng trong chiến tranh chống Mỹ mà không cần vũ khí công nghệ cao, mà bằng sự kiên trì, lòng dũng cảm không lay chuyển và trí thông minh. Chủ quán nói rằng ông không phục vụ những người từ quốc gia của bạn, không phải là tôn giáo của bạn, nhưng như thường lệ, họ thích chơi trò nạn nhân. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một người Do Thái bị đuổi khỏi bất cứ nơi nào. Tôi rất kính trọng chủ quán này. Ông ấy đã nói rõ ràng rằng con cái ông ấy không an toàn khi có sự hiện diện của người Israel. Tôn trọng chủ quán cà phê người Việt này, quốc gia này biết rất rõ tội ác chiến tranh là gì. Việc từ chối phục vụ không là gì so với những người Palestine đã trải qua. Tôi không nghĩ người đàn ông đó quan tâm đến việc anh chàng Do Thái kia có làm video hay không. Anh ấy có quyền từ chối khách hàng và anh ấy có lý do chính đáng để làm như vậy. Hoan hô người đàn ông này và người dân Việt Nam. Quán cà phê đường sắt Muôn Năm, chủ quán cà phê đường sắt Việt Nam Muôn Năm. Giờ đây hàng ngàn người yêu chuộng hòa bình sẽ ghé thăm quán cà phê này, tôn trọng sâu sắc. Người Israel đăng tải video này đã đưa quán cà phê Tuấn Cà Phê và chủ sở hữu của nó nổi tiếng toàn cầu. Người Việt nhớ Kissinger, đừng bóp méo lời anh ấy nói. Anh ấy không chống người Do Thái, anh ấy chống người Israel. Chỉ những người đấu tranh cho tự do mới biết ý nghĩa của tự do. Người Việt Nam biết rất rõ nỗi đau bị chiếm đóng và những hy sinh để giải phóng. Nhưng trong mọi trường hợp, những người bị áp bức sẽ chiến thắng và Palestine sẽ được giải phóng theo ý Chúa. Hoan hô Việt Nam, đây là một người đàn ông nhân đạo. Thực tế là công việc kinh doanh của ông ấy sẽ phát đạt vì ông có trái tim trong sạch và chống lại bất công. Cảm ơn ông. Nơi đầu tiên tôi sẽ đến khi thăm Hà Nội chắc chắn là cửa hàng này, tự do cho Palestine. Đó là quán của ông ấy, đất nước của ông ấy. Không phải là ý hay khi gây sự với người Việt Nam và tại sao họ lại đi du lịch nước ngoài với những đứa trẻ? Không phải người Do Thái mà là người Israel và người Việt Nam nhớ lại những gì đã xảy ra với họ khi Hoa Kỳ xâm lược và tấn công đất nước của họ tương tự như cuộc chiến của Israel ở Gaza. Anh ta cứ làm phiền chủ cửa hàng. Mặc dù ông ấy đã yêu cầu anh ta rời đi rồi, nhưng người đàn ông này đúng là trò cười. Năm 2024 mà vẫn còn những người như thế này, đóng vai nạn nhân. Đây không phải là Hoa Kỳ, Anh hay Đức bị chiếm đóng. Đây là Việt Nam. Cảm ơn bạn đã dũng cảm. Chúng ta là con người, nhưng là động vật trong mắt họ. Chúng ta biết họ chơi lá bài nạn nhân như thế nào. Không phải chống lại người Do Thái mà là chống lại Israel. Thật tốt khi ông ấy không muốn những người hành động như Đức Quốc Xã hiện hữu trong quán của mình. Hãy giữ vững đạo đức của mình. Ôi không, tôi thấy tệ quá, thật là kinh khủng. Người đàn ông chính trực này sao lại có bàn trống? Quán của ông ấy đáng lẽ ra phải đông khách lắm chứ. Thực ra ông ấy xứng đáng là chủ của nhiều nhà hàng. Thật tuyệt vời cho gia đình Việt Nam dũng cảm này. Không phải mọi thứ trên thế giới này đều dựa vào tiền bạc. Làm tốt lắm Việt Nam. Vì vậy, anh ta nhìn thấy lá cờ Palestine ở bên ngoài nhưng vẫn bước vào và chỉ để quay cảnh mình kêu lên chống chủ nghĩa Do Thái. Nhập vai nạn nhân chuyên nghiệp rồi, kính trọng người đàn ông Việt Nam đó, bình tĩnh, vững vàng và không sợ hãi. Là người California, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ người đàn ông Việt Nam này và quyền tự do của Việt Nam trong việc bảo vệ đất nước khỏi những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Người đàn ông dũng cảm, cửa hàng đầu tiên tôi sẽ đến khi đến thăm Việt Nam. Người dân Việt Nam biết người Palestine cảm thấy như thế nào ngay lúc này vì Hoa Kỳ đã biến người Việt Nam thành những kẻ xấu để biện minh cho những gì họ đã làm với Việt Nam. Đó là những gì người Israel đang làm ngay lúc này.
Đừng quên Geo vẫn tiếp tục sử dụng Việt Nam, Hiroshima, Nagasaki làm ví dụ cho những gì họ đã làm ở Gaza ngay lúc này. Tình yêu của chúng tôi dành cho Việt Nam, đất nước trước đây từng chịu chủ nghĩa thực dân từ phương Tây. Họ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ trong quá khứ. Việc bị từ chối là rất bình thường. Đây không phải là vấn đề của người mua và tiền bạc. Đây là vấn đề về đạo đức. Tôi ủng hộ Việt Nam từ các nước láng giềng. Anh chủ quán đó không nói rằng anh ta bị đuổi vì anh ta là người Do Thái. Anh chủ nói rằng anh ấy không chấp nhận người dân của đất nước Israel. Tại sao? Vâng, anh chủ đã có một tấm biển ghi rằng tự do cho Palestine ở lối vào quán của mình. Rõ ràng là anh chủ không bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa bài Do Thái, mà bởi lòng nhân đạo và sự đồng cảm của anh ta đối với những người Palestine đang phải chịu đau khổ dưới bàn tay của người Israel. Nhưng ông ta lại làm chính xác điều đó với gia đình này. Gia đình đó không liên quan gì đến tình hình Palestine, thật là đạo đức giả. Không, không giống nhau. Người Palestine đã tiếp đón người Do Thái như khách để giúp họ, nhưng đã bị giết vì điều đó. Anh chàng Hà Nội đã từ chối phục vụ những người ăn cắp và giết người, và bạn biết điều đó đúng không? Hoan hô người đàn ông Việt Nam, đây là cách chúng ta phải làm để chứng minh cho những người anh em của chúng ta ở Gaza và Palestine bị chiếm đóng rằng chúng ta sát cánh cùng họ. Gia đình người ngoài hành tinh đã quảng cáo cửa hàng này bằng chiến dịch tiếp thị tốt nhất từ trước đến nay. Mọi người sẽ đến cửa hàng của anh ấy vì chúng ta là con người. Chúng tôi ở Hà Nội vào tháng 3. Khi chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh, viên chức chỉ vào hộ chiếu Nam Phi của tôi và nói Nam Phi, Palestine tự do, và giơ hai ngón tay cái lên. Không thể tin được, Palestine tự do. Đó là thái độ của dân mạng quốc tế. 99,9% đều ủng hộ cách làm của anh Tuấn đến từ Hà Nội. Vì đó là hành động thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine. Nhưng một dân mạng đã phát hiện ra, anh chàng Daniel đã nhìn thấy tấm bảng hiệu Free Palestine bên ngoài và cố tình bước vào quán để gây sự, làm content bẩn. Sau đó là cố tình nhập vai mình là người bị hại. Đó là lý do vì sao mà dân mạng lại quay lưng với anh ta mà tán thưởng vị chủ quán Việt Nam. Nếu anh ta không có hành động khiêu khích, đe dọa, thì có lẽ đã không bị dân mạng thế giới đồng loạt quay lưng như vậy. Đây có thể là tự mang đá đập vào chân mình, muốn hại người khác nhưng cuối cùng người bị hại lại là chính mình. Còn các bạn thì cảm thấy như thế nào? Hãy comment bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.